Một con chuột không dây, nhỏ gọn, lại có được giảm giá gần một nửa thì chắc chắn đây sẽ là Razer Orochi V2, là con chuột với form đối xứng, rất nhỏ và vừa vặn trong lòng bàn tay, xử lý bề mặt nhám dễ cầm và tạo nên độ bền cao hơn. Switch được sử dụng của con chuột này đó chính là switch quang học, thế nên độ bền sẽ rất cao và lâu dài sẽ không có hiện tượng bị double click. Về tính năng thì Razer Orochi V2 sẽ có hai chế độ kết nối. Đầu tiên đó chính là sử dụng qua Bluetooth và tiếp theo là sử dụng qua receiver 2.4GHz, nên có thể dễ dàng đổi qua đổi lại giữa các thiết bị. Razer Orochi V2 được trang bị mắt đọc optical 18.000 DPI, vì vậy việc sử dụng để chơi các tựa game nói chung và sử dụng các phần mềm làm việc khác, giải trí, lưu ghép đều rất mượt mà. Razer Orochi V2 có phần mềm Razer Synapse 3 rất trực quan, có thể tinh chỉnh mọi tính năng để phù hợp cho game và công việc của bạn sử dụng. Chính vì vậy, đây xứng đáng là một sản phẩm gần như tốt nhất trong tầm giá khi bạn muốn sử dụng một con chuột nhỏ gọn mà không chỉ chơi game mà lại còn phải đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày.